Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Creta nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ B, gầm cao 5 chỗ của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 7 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giảm giá và các chương trình ưu đãi khuyến mại ở cái thời điểm dịp đầu tháng 7 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Creta ở thời điểm này sẽ thể được. Hiện tại Hyundai Creta được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Hyundai Creta 1.5 xăng tiêu chuẩn, 1.5 xăng đặc biệt và 1.5 xăng cao cấp. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Creta đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Những cái tầm tiền thì Hyundai Creta này đang có cái mức giá cực kỳ tốt để cho anh em có thể là quan tâm và tìm hiểu và lấy xe ở thời điểm này. Hiện tại cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước được lùi lịch xuống dự kiến ngày mùng 1 tháng 8 của năm 2024, thì cái chính sách giá bán ở thời điểm này của dòng xe Hyundai Creta lại được tăng cường. Và chi tiết khuyến mại và lăn bánh như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Creta 1.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 599 triệu. Với cái chính sách tăng cường ưu đãi giảm cực kỳ sâu về tiền mặt của đại lý bên em đang hỗ trợ, giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 30 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 569 triệu thôi. Sau khi giảm tiền mặt thì đại lý bên em vẫn hỗ trợ tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 628 triệu, trả góp thì đang là 144 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 622 triệu, trả góp thì đang là 138 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 604 triệu, trả góp thì đang là 120 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào muốn đăng ký trọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại cái chi phí dịch vụ cũng đang rất là tốt để hỗ trợ anh em có thể là đặt xe ở thời điểm này. Thời điểm này thì anh em bắt buộc phải ký chờ nhé. Thì cuối tháng 7 chúng ta xuất hóa đơn, thì đầu tháng 8 chúng ta đi đăng ký, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tương đối là nhiều khi mà được giảm 50%, tương đương với cái con số là 37 triệu kèm với 30 triệu tiền linh động của bên em, thì anh em tiết kiệm lên đến 67 triệu đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Creta 1.5 xăng đặc biệt. Bản này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay, cũng như là cái mức ưu đãi cũng đang vô cùng là tốt ở thời điểm này anh em ạ. Hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu. Giá niêm yết của dòng xe Hyundai Creta 1.5 xăng đặc biệt này đang có mức giá là 659 triệu, trừ trực tiếp tiền mặt lên đến 40 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 619 triệu thôi, đúng không ạ? Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về bảo hiểm, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 681 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 674 triệu, trả góp thì đang là 148 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 656 triệu, trả góp thì đang là 130 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.5 xăng đặc biệt. Và anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em với cái mức giá cạnh tranh hơn anh em nhé. Và thời điểm này anh em cũng nên cân nhắc là để đặt cọc, để có cái chính sách và quyền linh động tốt của đại lý bên em anh em ạ. Ok, cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Creta 1.5 xăng cao cấp. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Chính sách giá bán của bên em cũng đang được tăng cường giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em ạ. Mức giảm lên đến 32 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 667 triệu thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 732 triệu, trả góp thì đang là 165 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 725 triệu, trả góp thì đang 158 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 707 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Creta
ở cái thời điểm dịp đầu tháng 7 của năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như gửi bằng tin nhắn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em dễ hình dung được con số cần chuẩn bị anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.